Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Tôi xin trình bày một cái đề tài, đó là viêm phổi do RSV ở người lớn. Có lẽ nếu mà trong hội trường của chúng ta hôm nay có bác sĩ Nhi, thì có lẽ là virus hô hấp hợp bào RSV có lẽ là quen thuộc đối với bác sĩ Nhi khoa. Nhưng đối với người lớn thì vấn đề này vẫn chưa được quan tâm nhiều. RSV là virus hô hấp hợp bào, nó là nguyên nhân gây viêm phổi do virus phổ biến, cũng không kém cúm, và cũng có những cũng như là có những tác động lên người bệnh nhân không kém đối với virus cúm như virus cúm. Nó là họ Viridia G. Orthopneumovirus tiếp có hai tiếp kháng nguyên là A và B. Nó cũng như những cái loại virus khác, nó lây truyền dễ dàng qua chất tiết đường hô hấp. Nếu mà bệnh nhân ho hắt hơi hoặc là những cái chất tiết nó rớt xuống bàn, xuống ghế mà chúng ta đụng tay vào thì đưa lên mắt, mũi, miệng thì có thể nó cũng lây truyền cho chúng ta. Và cái khả năng lây nhiễm nhiều nhất là 3 cho tới 8 ngày đầu của bệnh. Cũng như cái hiện tượng tái nhiễm rất là phổ biến, đặc biệt ở người lớn, người ta thấy rằng ở người lớn có thể 2 trên 3 người lớn có thể tái nhiễm trong vòng 8 tháng. Và ở người lớn, RSV gây rất là nhiều bệnh cảnh. Ví dụ nó có thể có những cái triệu chứng giống như là hội chứng giả cúm, ho hắt hơi sổ mũi. Nó có thể là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, và đợt cấp của những bệnh nhân có cái bệnh phổi mạn tính như là hen hay COPD. Và đặc biệt là nó cũng có thể gây viêm phổi cho bệnh nhân. Về dịch tễ thì cũng như các những cái loại virus đường hô hấp khác thì thường là ở những cái xứ mà ôn đới, thường là vào mùa đông. Nhưng mà đối với nhiệt đới có thể là quanh năm, và ở xứ của chúng ta cũng có thể là theo mùa, đặc biệt là mùa mưa. Thì ở Việt Nam mình, tôi tìm được một cái nghiên cứu, đó là của tiến sĩ Trần Anh Tuấn ở Bệnh viện Nhi Đồng. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh là cái cũng có trên trẻ em, thì chúng ta thấy là cũng có những cái đợt mà RSV nó gây bệnh cảnh trên trẻ em cũng rất là nhiều, và cũng theo mùa, đặc biệt là mùa mưa, tháng 9, tháng 10. Còn đối với người lớn thì như thế nào? Thì báo cáo của Tổ chức Nhiễm trùng Hoa Kỳ, người ta cũng có một cái cảnh báo là thực ra RSV cũng là một cái nguyên nhân rất là phổ biến và gây những cái bệnh cảnh hô hấp nặng trên người lớn mà thường lại bị bỏ sót, đặc biệt là cộng đồng y khoa của chúng ta cũng bỏ sót nó. Và nó cũng gây ra những nhiều cái tử vong cũng như là nhập viện cho bệnh nhân, và thậm chí là tử vong cho bệnh nhân. Nó cũng là tác nhân quan trọng gây viêm phổi cộng đồng, và có thể chiếm tới, nghiên cứu người ta cũng có thấy là có những nghiên cứu có thể chiếm tới 10% trường hợp viêm phổi cộng đồng nặng mà cần nhập ICU. Và người ta cũng đưa ra một cái cảnh báo thì chẩn đoán RSV hiện nay vẫn còn ở dưới mức, đặc biệt đối với người lớn. Nghiên cứu ở Trung Quốc thì người ta cho, nghiên cứu này cũng mới đây thôi, do Giang và cộng sự nghiên cứu, thì tác giả thấy rằng khi so sánh với những bệnh nhân nhiễm RSV và cúm A với tỷ lệ nhập viện và các kết cục, thì tác giả cho chúng ta một cái cảnh báo là nó theo lứa tuổi, cái tần suất mà bệnh nhân bị nhiễm, đặc biệt ở đây chúng ta thấy ở lứa tuổi trên 60, thì cái tần suất mà bệnh nhân bị nhiễm, thậm chí cúm RSV là màu xanh, còn cúm là màu đỏ, thì ở lứa tuổi cao thì cái RSV nó còn cao hơn cả cúm nữa. Cũng như là cái nó gây ra những cái kết cục cho những bệnh nhân. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thấy là những cái biến chứng đường hô hấp dưới, viêm phổi, những cái biến chứng về tim mạch, những cái biến chứng mà bệnh nhân phải cần thở máy hoặc là tử vong trong vòng 60 ngày, thì chúng ta thấy là cái tử vong của bệnh nhân viêm phổi, cái tỷ lệ từ cái tần suất viêm phổi của bệnh nhân RSV nó đưa tới cái viêm phổi còn nhiều hơn là cúm, và lứa tuổi cao thì bị nhiều hơn khi so sánh với cúm. Và nguy cơ nhiễm RSV và có thể đưa đến những kết cục nặng ở trẻ em thì chúng ta cũng khá là hiểu rồi đó, trẻ em, đặc biệt là những bệnh nhân mà dưới 6 tháng tuổi. Cái này là những bác sĩ về nhi rất là hiểu cái chuyện này. Nhưng đối với người lớn của chúng ta thì những bệnh nhân mà trên 65 tuổi có hút thuốc lá, có bệnh tim phổi mạn, những cái bệnh nền về tim phổi, người bị suy giảm miễn dịch HIV, các bệnh ác tính về máu, đặc biệt là những cái bệnh về huyết học, thì cái đối tượng mà bệnh nhân bị RSV nó dẫn đến những cái biến cố nặng, cũng như là nó không phải từ đường hô hấp trên mà có thể lan xuống đường hô hấp dưới, và viêm phổi rất là nhiều, những bệnh nhân ghép tế bào máu gốc hoặc là ghép tạng.
Và người ta cũng thấy, người ta có một cái bảng về những cái yếu tố mà tiến triển nhiễm trùng đường hô hấp trên đưa tới nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trên những cái bệnh nhân mà ghép tế bào máu cũng như là bệnh huyết học ác tính. À, đặc biệt là những cái chỉ số ví dụ như neutrophil ở trong máu là dưới 500 tế bào trên 1 ml, hoặc là lymphocyt nó thấp, hoặc là bệnh nhân có bị hóa trị, hoặc bệnh nhân có sử dụng corticosteroid, hoặc là nói chung là rất là nhiều yếu tố. Và chúng ta coi cái bảng này, nếu bệnh nhân của chúng ta nằm trong nhóm này, chúng ta cũng lưu ý. Và người ta cũng sử dụng những cái bảng này để người ta đánh giá cái tiên lượng tử vong của bệnh nhân, cũng như là cái đánh giá cái chuyện điều trị của chúng ta cần có những thuốc như thế nào. Và người ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà ghép tế bào máu gốc, hoặc là những tế bào bệnh nhân bệnh huyết học á, thì cái diễn tiến nhiễm trùng đường hô hấp trên đến dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới á, nó tới 40-60% lận. Và cái tỷ lệ tử vong ở đối tượng này thậm chí nó lên tới 80%, rất là cao. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân thì nó cũng giống tương tự như những nhiễm siêu vi đường hô hấp khác, là bệnh nhân có thể có những triệu chứng toàn thân, ví dụ đau đầu, đau cơ, nhức mỏi, hắt hơi, sổ mũi, vân vân. Bệnh nhân có sốt, ho, và cái triệu chứng khò khè là rất là quan trọng. Cũng khá nhiều bệnh nhân có cái triệu chứng này, mà đôi khi thậm chí cái khò khè nó nhiều tới mức mà chúng ta tưởng bệnh nhân bị hen luôn á. Có nghĩa là nhiều bác sĩ là nhầm, nó rất là giống hen, mà trên bệnh nhân không có tiền căn hen gì chứ. Tự nhiên chúng ta nghe phản ranh phổi, ranh ngáy, ranh rít là rất là giống hen, nhưng mà nó không phải là hen. Khò khè và bệnh nhân có triệu chứng khó thở. Trên lâm sàng thì bác sĩ chúng ta cũng có một số lưu ý để chúng ta phân biệt giữa viêm phổi do virus hay viêm phổi do vi trùng. Đương nhiên có thể cái sự phân biệt này không phải 100% là đúng, bởi vì có cái nhiễm virus thì có thể nó đồng nhiễm vi khuẩn luôn. Cái chuyện này cũng khá là thường gặp. Nhưng mà chúng ta một số bệnh nhân chúng ta cũng có thể dựa lên những yếu tố gợi ý để chúng ta biết là khả năng ca này có thể nhiễm virus. Đặc biệt là những cái triệu chứng khởi phát về đường hô hấp thì viêm phổi do virus có thể nó sẽ khởi phát bởi những cái triệu chứng viêm lăng đường hô hấp trước, hoặc là triệu chứng viêm đường hô hấp trên trước, rồi sau đó mới tiến triển tới viêm phổi. Và X quang ngực thì tổn thương của virus thường là hai bên. Nhưng mà điều này không phải 100% đúng. Và đáp ứng với kháng sinh cũng là một cái dấu ấn để chúng ta phân biệt viêm phổi do vi trùng và virus. Cũng như là bạch cầu máu ở virus thì thường thấp, nhưng mà ở vi khuẩn thì thường cao. Nhưng mà cái điều này tôi cũng nhắc lại là không phải hoàn toàn đúng. Có những khi nhiễm virus mà bộ nhiễm vi trùng bạch cầu cũng cao, hoặc là ngược lại, những nhiễm vi trùng nhưng mà nặng quá thì bạch cầu cũng thấp. Hoặc là những dấu ấn sinh học khác, ví dụ CRP hoặc procalcitonin, cũng có thể giúp chúng ta gợi ý là nhiễm vi trùng hay nhiễm virus. Hoặc là bệnh phẩm đường hô hấp dưới, cấy soi thì thường vi trùng chúng ta sẽ có kết quả nhanh hơn, còn virus thì kết quả sẽ lâu hơn. Và cái cấy virus thì cũng nó quá đắt và nó cũng không phổ biến. Còn hiện nay chúng ta có những cái vũ khí rất là quan trọng, đó là làm PCR đường hô hấp, thì chúng ta phát hiện được rất là nhiều những cái tác nhân virus mà trước đây chúng ta chỉ cấy thông thường hoặc chúng ta chỉ nhuộm soi, có thể chúng ta không phát hiện được đầy đủ. Thì hiện nay nếu mà ở trung tâm nào chúng ta làm được kỹ thuật này thì có thể cái khả năng phát hiện virus của chúng ta sẽ nhiều hơn. Còn trên X-quang thì nó cũng không có cái đặc điểm gì đặc biệt, nhưng mà chúng ta thấy là cái tổn thương trên, đặc biệt là đông đặc và kính mờ, nó thường gặp nhất. Có những bệnh nhân vẫn có tràn dịch màng phổi, và thường người ta thấy là thường là tập trung ở vùng trung tâm nhiều hơn là những loại virus khác. Đây là hình ảnh trên CT. Về xét nghiệm chẩn đoán RSV thì thực ra cái virus thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công cụ để chúng ta xét nghiệm. Ví dụ chúng ta có thể cấy, ví dụ chúng ta có thể phát hiện nhanh cái kháng thể, kháng nguyên, chúng ta có thể làm PCR, chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp miễn dịch là huỳnh quang. Nhưng mà cái biện pháp phổ biến nhất nó dựa trên cái phát hiện, cái độ nhạy, độ đặc hiệu, cái chi phí của bệnh nhân và thời gian phát hiện như thế nào. Thì chúng ta thấy khi so sánh những cái phương pháp này
thì cái real-time PCR vẫn là cái người ta coi là cái tiêu chuẩn vàng, bởi vì cái khả năng phát hiện rất là cao, độ nhạy đặc hiệu rất cao, và cái giá thành chi phí cũng rẻ hơn so với chúng ta cấy hoặc là những phương pháp khác, thì nó vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán RSV ngày hôm nay. Và hiện tượng đồng nhiễm vi khuẩn virus thì khá là thường gặp. Chúng ta thấy là trên những bệnh nhân RSV, viêm phổi RSV, thì nó vẫn có khả năng đồng nhiễm những vi khuẩn rất là thường gặp để gây viêm phổi của chúng ta. Do đó trong điều trị thì chúng ta lúc nào viêm phổi do virus chúng ta cũng đều phải điều trị kháng sinh hết. Và người ta cũng thấy rằng nếu bệnh nhân RSV mà có đồng nhiễm vi khuẩn thì cái khả năng sống còn của bệnh nhân sẽ thấp hơn. Ở đây chúng ta thấy cái đường màu xanh là không có nhiễm vi khuẩn đồng mắc, nhưng mà đường màu đỏ là có RSV mà có nhiễm vi khuẩn đồng mắc, thì chúng ta thấy là cái thời gian dẫn đến tử vong của bệnh nhân nhanh hơn nếu bệnh nhân có đồng mắc vi khuẩn. Còn điều trị thì như thế nào? Điều trị thì chúng ta không phải virus nào chúng ta cũng có thuốc kháng virus hết, nhưng mà may mắn là RSV chúng ta cũng có thuốc kháng virus. Kháng virus của chúng ta ở đây là ribavirin. Thuốc này thì cũng nếu mà bác sĩ nào điều trị viêm gan thì cũng có thể quen thuộc với thuốc này rồi. Ribavirin của chúng ta mà ở đây là phun khí dung, được FDA chấp thuận cho trẻ em. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh là tôi kiếm không thấy, không biết ở ngoài Bắc có không. Nhưng mà ribavirin khí dung là chúng ta kiếm không thấy, và nó cũng rất là đắt tiền. Và FDA chấp thuận cho trẻ em, nhưng mà trên người lớn nếu có bệnh, những bệnh nhân ghép tế bào máu gốc hoặc những bệnh nhân ghép tạng thì người ta cũng có thể sử dụng được. Và thậm chí là người ta có thể sử dụng ribavirin uống hoặc là tĩnh mạch. Nhưng mà tĩnh mạch thì hầu hết chúng ta không có, ở hầu hết các nước đều không có cái chế phẩm tĩnh mạch, và chúng ta có thể thay thế bằng uống. Đương nhiên là cái guideline thì nó không có phổ biến, nhưng mà tùy trung tâm người ta có thể xây dựng cái guideline riêng cho người ta. Ngoài ra thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Và trên một số trường hợp đặc biệt là nặng, hoặc là có khả năng diễn tiến nguy cơ tới tử vong, hoặc là diễn tiến nhiễm trùng đường hô hấp trên đưa tới đường hô hấp dưới, thì chúng ta có thể sử dụng cái immunoglobulin phối hợp với ribavirin và điều trị nâng đỡ, đương nhiên rồi là hỗ trợ hô hấp tuần hoàn cho bệnh nhân. Và người ta cũng có những cái điểm số nguy cơ để người ta đánh giá là bệnh nhân, trên những bệnh nhân mà ghép tế bào máu gốc á, thì khả năng bệnh nhân sẽ tử vong như thế nào, và hướng dẫn chúng ta những cái biện pháp điều trị như thế nào để khả năng tiên đoán bệnh nhân sẽ dẫn tới cái việc nhiễm trùng đường hô hấp dưới và khả năng dẫn đến tử vong như thế nào, để hướng chúng ta là chúng ta sẽ bắt đầu với thuốc ribavirin uống hoặc là chúng ta phải phối hợp với immunoglobulin. Kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn thì đương nhiên chúng ta phải vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp. Tiêm phòng thì hiện nay vaccine chưa có, nhưng mà đây là nhu cầu rất là bức thiết và người ta vẫn đang nghiên cứu. Và điều trị dự phòng bằng thuốc thì có những cái thuốc dự phòng, ví dụ như immunoglobulin hoặc là một cái kháng thể đơn dòng một mình hoặc là phối hợp với ribavirin. Tuy nhiên vẫn còn chưa ra guideline và vẫn là những cái mà chúng ta vẫn cần nghiên cứu tiếp. Để kết luận cho phần trình bày này thì có một số ý như sau. Thứ nhất là virus hô hấp hợp bào là một tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở người lớn tuổi, đặc biệt là người có suy giảm miễn dịch. Và chẩn đoán viêm phổi do RSV hiện nay vẫn còn ở dưới mức. Và những cái tiến bộ trong chẩn đoán, đặc biệt là real-time PCR, là một cho phép chúng ta xác định nhanh những bệnh nhân có nhiễm RSV hay không, và để hướng tới điều trị bệnh nhân sớm và kịp thời. Và chúng ta vẫn cần thêm rất là nhiều nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của RSV trên người lớn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý đồng nghiệp ạ.